Để làm cái gì? Lên chảnh quay làm cái gì? Bà cứ kêu quay con bà hoài phải không? Đứa nào lại dặn số con lấy mớ mánh vốn ta tè. Hôm nay là khai trương mùng 9 khai trương, tất cả mọi người đều thấy là hoạt động bình thường lại hết. Đi ra ngoài đường ở ngoài thấy người ta cúng kiến rồi khai trương, hôm nay cũng khai trương nhiều lắm á. Tại vì mùng 9 tốt lắm mà con. Mùng 9 tốt luôn hả? À, mùng 9 tốt lắm bụng. Ta khai trương dữ lắm mùng 9. Bây giờ chất nè, con nói chất nghe. Trong năm qua là chất buôn mai bán đất, chất chọn ngày không có đúng. Hôm nay mình khai trương lại. Mình mua đồ mình về mình cúng. Đó, mình khai trương ngày mùng 9 đi. Mình chọn lại mùng 9 lại. Rồi ngày mùng mai mùng 10 mình mua cái vàng. Mai mua cục vàng đi chết. Mai vàng bán đất. Mai vàng bán đất. Đó. Mai mùng 10 vàng bán. Thì bây giờ á là... Tại vì bà chưa mua 2 cây rồi. Trời ơi. Không, ngày mai bà xin đi mua 2 cây. Bà xin kim sen. Mai bà xin lên kim sen mua. Bà xin không mua đây mua kim sen. Trời thiệt á. Dạ. Rồi mai ngoại có mua vàng không? Ngoại không có tiền nó mua vàng. Mua vé nè tầm. Mua ít mua nhiều mua. Để tạm hoàng. Ngoại không có thích cái nó để tiền túi. Bây giờ con đi mua nè nhang đèn trái cây rồi đó, con về con cúng kiến lại khai trương lại nha, chịu không? Giờ thôi đi chở đi mua nhang đèn cúng khai trương, hôm nay người ta cúng quá trời cúng luôn, người ta khai trương kìa. Chồng bà không cúng thôi mà làm cái gì chị cúng mà ngu vậy? Ủa chứ bán cái số mình có buôn bán rồi mà mình phải tin. Tao cúng ngày 16 cô hồn mà. Lại nó đây. Vậy là hôm nay không chịu khai trương lại luôn phải không? Bà bán bà khai trương, con khai trương rồi 30 luôn mày. Bà bán 30 Tết luôn. Nhưng mà từ Tết tới giờ bà nghỉ ngày nào? Bà nghỉ ngày nào là không tính đâu. Bà nghỉ ngày nào bán ngày nào. Giờ nghỉ ngày nào lấy ngày nào, giờ lấy ngày khai trương lại nè. Ngày nào không biết ngày nào, bà bán ngày nào không biết ngày nào. Bà bán bằng Tết luôn, mùng 1 bà cũng bán luôn mà, mùng 2 bà cũng bán, hình như mùng 3 thì bà nghỉ. Đúng rồi, bỏ bao đá gì đó, 25.000 bao đó không mày? Đá đó, đá uống nước ngọt á. Cục bự á, cũng bao 25.000 à. Ở đây Campuchia đang chạy mỗi thằng giữ nắng lên rồi. Nắng lên là đá chạy có cờ luôn. Đúng rồi, còn mưa là chết. Mưa thì ngồi chơi cũng rảnh rỗi cũng khỏe. Làm ăn ta nói có phải buôn ba phải qua thời vận. Có nghĩa là bây giờ cái thời của mình á là thí dụ như mình bán ăn chơi đồ đó. Mấy món ăn chơi rồi trong tháng giêng này bán rất là đắt. Ăn uống nhậu nhẹt rồi đó. Ăn chơi. Đó. Còn nếu mà bán mấy món mà kiểu như mà làm mà sửa nhà, sửa cửa hay gì là thôi thua, thí dụ gì. Bởi vì người ta mới gọi là có thời. Còn vé số là không biết thời là bán đắt đắt nhất là cái mùa nào? Mùa Tết này phải không? Tết bán đắt lắm. Tết vé số bán đắt. Bây giờ mua đồ rồi cho bà cúng khai trương lại đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè bán cái bữa tới con đeo đưa bông Phật Sơn 5 cana quá. Giờ con chỉ cho chất nha, bây giờ hôm nay chất bán đi. Rồi ngày mai nghỉ. Mình không, mình sắm vàng lại đúng ngày với thằng Tài luôn, mình lấy lọc lại. Thôi hôm qua có tiền sao mình nói mày đi sắm vàng chưa, sắm mai sắm đi. Sắm giờ nè. Sắm rồi đó, mua bông rồi đó. Mua Phật Sơn 5 cana đó. Chồng cô hôm nay nó qua nhìn nó hết rồi. Nói hôm qua gọi đừng gọi. Nói mày được 100 đô ha. Chị tính quịch tân chịu không có đâu má, trình tử ra trình tử. Này tiền để dành má chồng con dắt đi mua. Mua bông. Đợi dí thằng Tài nó lên. Nó nói mày 100 đô mày mua vàng á. Ta nói đủ đứa bông của mày á. Hôm nay thì anh Tấn Nguyễn anh cũng đi dạ, làm ta lại nói rồi. Ta đi mua vàng giả đây. Thì đó, cứ tưởng bà không có tiền, mang giả mà móc ra thì nói chung là tiền thì có đó.
Mà tây thì cũng mày chờ mày chịu thì chạy dài quá. Con tao giao qua là chân rồi đó. Rồi giờ chứ không lấy không, không lấy là con đòi đó. Móc điện thoại ra gọi cho ảnh ngay. Không lấy là thôi. Ờ, dám không lấy không? Con đã nói con hứa là cái nào làm mà, tại vì chức không hoàn thành nhiệm vụ của con. Bà thấy dân cổ mà không dám đòi, mày hỏi cái hoài. Mày với bà, mày với bà Trân trả tiền cho tao đi. Trả tiền gì? 1 triệu á, mày với bà Trân. Chết hứa chức lì xì chức 1 triệu, giao cho chức nhiệm vụ nhẹ nhàng. Giao mà bà chưa lấy, sao lấy? Chồng tao còn chưa được lấy nữa. Bây giờ nè, móc điện thoại ra điện cho anh Việt Kiều cũng nói vậy. Coi thử là giờ nè anh ở đâu. Móc ra. Giờ chị này anh rồi. Ở đâu? Không. Má máy hết rồi. Nè. Rồi. Có nghĩa là bây giờ con nói trước nghe. Hôm nay là anh khai trương. Thường thường đa số mùng 9 là bây giờ hôm nay ta khai trương, ta làm ăn lại nè, đi làm chuyện, lại nè. Phải cúp máy rồi. Nhiều khi bận rộn rồi đó nè. Giờ là lúc nghỉ trưa nè, điện ảnh là anh nghe nè. Hỏi anh ăn cơm chưa? Mới alo, vô. Anh ăn cơm chưa? Anh... Alo, mày lên đi. Trời ơi, mới ăn cái loa xuống mày. Nè, nó không lên nè. Alo, anh ăn cơm chưa? Bấm tin nhắn đi. Nhắn sao? Với mày ăn cơm giờ sao? Chưa? À. Nay mùng 9 anh cúng chưa, cai chưa? À. Anh ăn cơm chưa phải không? Ừ. Anh... Chưa ăn cơm. Ăn... Cơm chưa? Bà Sân chửi mày quá trời trên đây. Rồi xong rồi nói bà, gì? Khai trương chưa? Bà chưa? Trời ơi, bị chặn. Bà Sân chửi mày quá trời. Chặn cuộc gọi nữa, thấy không? Rồi nhắn tiếp gì nữa không? Anh ăn cơm chưa? Rồi nhắn gì nữa? Anh khai trương chưa? Lên đây đưa tao 1 triệu, đồ kỳ quá nha. Anh khai trường chưa rồi như ý à. Rồi nhắn gì nữa ngoài? Nó nói đưa em 1 triệu. Ôi ơi, để gặp mặt nói chuyện. Ai nhắn cho tin nhắn rồi tiền tào lao không à? Đầu năm đầu tiên tao chi đỉnh tội bà. Trời ơi, đầu năm đỉnh tội tiền đó mày ơi. Đó tết rồi, có dưa hấu ăn nè, có bánh tét bánh đồ ăn rồi, tươi rồi. Bánh tét của ai à? Đánh tét chiên lại không? Của bà, ai chiên cho bà? Châu chiên. Châu chiên hả? Châu giỏi gì vậy? Lăn mấy cái dành nó giòn dính cái hột mà chết ơi. Rồi điện lại một lần nữa coi. Giờ này 12 mấy rồi, nghỉ trưa rồi. Hiện không muốn nhận cuộc gọi. Rồi khóa bà luôn rồi, chết rồi. Tiền ra đi, tình cũng ra đi. Ba mày chặn cuộc gọi rồi đó. Rồi chứ có buồn không? Không, buồn chịu ơi. Ê Châu, người mẫu xuống kiếm mày kìa Châu. Đâu? Châu, người mẫu xuống kiếm mày kìa Châu. Ôi, trời ơi. Mày gặp mình lao quá trời. Mày gặp mình lao quá trời. Nó đâm đằng ra rồi. Ai? Mà bạn còn đẹp á, mai cho mượn đi. Ai đổ tiền con? Chị này người qua á. Bạn nói tiếng à. 30 tới giờ. Tóc chị vậy hay là nhuộm nè? Nhuộm à. Rồi buôn bán thì phải có đôi lời mời. Vợ chức bán cái gì thì chức mời cái đó. Vô đây ngồi nè con. Chị Châu kiếm bà hôm nay đi. Hôm qua đi coi phim về thấy sao? Dạ, mày đập túi quá bà chửi rồi. Nè, bà Sương bà ngồi gần gì chất. Ok, con ngồi tuốt ở bên kia. Đổi thừa ai? Trời ơi, tàu lao không à. Bà đi ăn cơm lát xíu bữa nào giờ. Bà đang ăn cơm chồng bà. Ủa, giờ bà cưng chồng bà lắm mà về ăn cơm rồi có anh rồi. Ờ. Bởi vì thấy nó con thấy nó đi chồng thì bà cũng đâu có đi tầm bậy bà đâu, chồng nói làm gì, bà ăn nhậu đi thôi, đi chơi thôi. Ở nhà đám dỗ má chồng nó, ý là chồng đi mượn 3 cái bàn, 4 cái
đâu hôm bữa mời tụi con lên đàng hoàng. Cái đó là bây giờ còn được trước tụi con. À được trước hả? À mượn cái thân hỏi. Trời ơi khách vô quá trời không mời giấy số chứ. Sơn trời ơi Sơn. Rồi cái nó cười nó nói cởi đi chơi đi chơi đi gì. Nói chung là được chơi thoải mái. Ôi mấy cái người hiền mới khó chịu quá chớt. Không phải đơn giản đâu nha. Được không? Được không? Con nói là mấy người hiền là thường thường người ta cọc tính khó chịu lắm. Chứ không phải giỡn không? Còn mấy người cười khà 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 giống bà chức thì không có gì hết đó. Phải không? Mặt buồn rồi. Tới giờ cơm trưa. Có khi nào anh Tuấn Nguyễn anh không ra anh bỏ chức luôn không ta? Giờ kiếm anh nhiều đi, nhiều kìa. Nhiều kêu bả làm con lư dao má đồ má đó ông nè. Đó, đồ má đem về. Đó. Bả làm con lư đây. Lấy đường cốt của tôi, bụng rồi bỏ vô. Chất hiểu không? Nếu mà chất đến với anh nhiều quá. Chú nhiều thì có lộn. Là chất phải biết ca cái bài ca gì chất biết không? Đừng nói con đường xưa em đi nữa, con đường xưa em đi là của Tuấn Nguyễn. Bây giờ ca cái bài mưa nhớ mưa đông đầy làm sao biến tình thua đó vậy đây em. Làm sao cho em vui, làm sao cho ba chân quên ông nhiều đây. Trời. Mưa nhớ mưa đông nhiều chất cứ đốt nhà không à. Ok Tết nè, mùng 9 nè, đốt chứ không có cháy đâu. Ồ, ở đây thành băng rồi, không có cháy được. Ông ghét bà Sơn, mày kêu qua Sơn. Ông nhiều mua đâu má ở trên Nguyễn Tri Phương phải không? Sơn má chồng chất mà, sao ghét? Ghét, ghét cái chỗ nào? Ghét. Có hàng dầu như bà chất với bà cầm mà chết. Ở ngày mùng 1 bà đâu có dám về đâu. Mày thằng Hoàng hả? Bà chặn hai đứa con ở đây nè. Không, cái bà chức á thì bà chọn thằng lớn. Thằng lớn thằng Hoàng. Ờ, còn á bà cầm á chọn thằng nhỏ của bà Sơn. Ơi, chọn nhàn khùng quá ơi, con bà khùng quá. Ôi mày nói tao lao. Lát rồi bà ra bà dỡ cái nhà bà cho bà thấy. Chạy về con tắm á, mày ghé nhà tao mày ngồi uống cà phê. Rồi ai bao ai trả. Thiệt nha. Trở về tắm. Nhưng mà có cái gì ở bên bển mà kêu qua. Em tắm, nó mới khai trương. Rồi lát rồi nếu mà là em chức khai trương quán cà phê phải không? Kêu qua ủng hộ. Mà chức phải trả tiền nha. Rồi ở chức đi tắm á là con phải vô quân quay đàng hoàng cho anh Tuấn Nguyễn anh coi. Vô màu gì? Thì vô chỗ ở tắm. Bây giờ tắm á phải mặc đồ gì quần gì ok hay cái gì con quay đầy đủ hết rồi con gửi cho anh Tuấn Nguyễn coi giờ sao chịu rồi đi đúng mấy người lẻ có cần cái gì á thôi thôi trả tiền rồi hả cho một ly vậy một ly rồi nữa thôi kệ cho ba ăn đi để chạy về tắm nó qua liền nha vậy là đi kìa đây là vậy nè bây giờ á kêu chú nhiều chở chất về kìa thôi mà chở chứ sao hôm bữa thấy môn chú nhiều lắm bây giờ gặp rồi bây giờ không kêu chở về dãy số chắc ơi dãy số gặp dãy số kìa dãy số ngày mai em của bà lấy tiền góp bày em của bà nga là bà nào ta thôi không biết khó quá cho quà đi chất kìa tao mời dãy số có mua không mua người ta đi đúng này mà đây hả? Hỏi nó coi. Mấy 12 nhỏ kia luôn. Còn bà mua nhà ở bên ăn tạo á, kế nhà lão. Dạ hả? Bà Nga mua nhà kế nhà. Trời giàu vậy, giờ ai mà có tiền mua nhà là giàu lắm á. Tại giờ về nhà rớt là mắc. Bà Châu để nước đây tôi nha, chạy về tắm cái xà chu về bán. Rồi nước này sao để được, lắm rồi nó chảy hết. Bây giờ bỏ vô cái bao cho bà. Bỏ vô tủ. Ơi ơi ơi, để đây. Ê Châu để vô đá cho bà nắp qua bà lấy. Trả tiền nước nè, còn tiền vàng này uống cà phê nữa, nhà tôi. Bao đàng hoàng không mới uống nha, năn nỉ mới quay nha. Mày ly nước mía nó còn no nữa.
nó có 10 ngàn là má tham vừa thôi. Đó chứ không bà giống bà chừng quá à. Mẹ chị em cũng giống giống ai. Cái gì 10 ngàn cái gì? Cho 10 ngàn hả? Cảm ơn. Cha về uống nước em tao nó mới khai trường. Rồi Tết để đây nha. Không, chị cho 10 ngàn. Ở trong đá đi để quần lát tao hả bánh mẹ. Rồi đi, lẹn đi. Về tắm xà chùi. Nhưng mà vào trước nha, vô chổng là quay khúc tắm luôn. Cái này khùng quá, quay khúc tắm kì. Okay, không quay thì thôi. Trời ơi, chào mọi người cái rồi mới đi. Đặt ra lại la lại la. Hỏi em ngoan chưa? Thôi hỏi đi. Thôi về. Ôi trời ơi, dắt cầm hả? Trời. Mày ra đón tao với Ngân vô quay sáu đứa con mày với chồng mày nha. Chuẩn bị đi và tao với Ngân lên nhà mày. Quay sáu đứa con. Là mày ra đón ở đâu mày nói nó đi, nó biết đường nó đi.